Nhưng mà phải uốn mẹ ra đây để cho nó xa cái lá này chứ, sao gần lá quá. Em chào bốn bác đang xem nhé, mời cả nhà, em chào anh Hoàng, mời cả nhà ngắm bông cờ đỏ, tuyệt tác bông cờ đỏ lở ngày đầu tiên nhé, bắt đầu hé nhé cả nhà nhé, ngày mai chắc là bung đẹp, ngày mà hôm qua mà có được bông hoa này ở ngoài hội thì tuyệt vời, không còn gì để nói cả nhà, đẹp quá, hôm nay nó mới hé, bốn mẹ này là ra một tí để nhìn thì hoa nhỉ. Đây bắt đầu hé cả nhà nhé. Tuyệt đối 100% nó là đỏ nhé cả nhà nhé, không phải là mắt xước đâu cả nhà. Bông cây nó khỏe, cây nó khỏe, nó nở thì nó là tuyệt đối luôn cả nhà nhé. Đấy, cả nhà nhìn mắt của nó này ok luôn này, nhìn mắt nó ok luôn nhé cả nhà, mình yên tâm, không phải là bông xước đâu. Mọi lần nở nó hơi xước đấy là cây nó yếu, cây nó yếu, cây nó kém thì nó nở nó thành đâm ra nó bị hơi bị xước, nhưng mà cây nó khỏe nó nở này cả nhà nhìn này. Mắt đậm nhung luôn nha cả nhà nhé. Em chào anh Trần Xuân Hòa nhé. Chào Mạnh Hoa Lan, Mạnh Hoa Minh, anh Minh nhé. Em chào anh Phong Nguyễn. Phê anh ạ, hôm nay là lở ngày đầu tiên bắt đầu nó hé ra. Chào Phạm Diễn, chào Đức Bằng. Dạ đẹp anh Tích ạ, đẹp thật sự luôn, chứ không phải là mấy đợt trước là anh em nuôi nở là nó bị cây yếu đâm ra nó bị xước, anh em thắc mắc, nhưng mà đây là bông thực tế là cây khỏe, nó lở này đẹp cực kỳ luôn, mắt đậm luôn, mắt nhung đậm luôn. Chào bạn Tuấn Đoàn nhé, chào Vũ Khắc Chính, em chào anh Hoàng Cường, em chào 45 người đang xem livestream của Vũ Hạnh. Hôm nay bông cờ đỏ lở tại vườn của vườn Nam Lam Hoàn, cây mẹ ra còn mấy chậu lở rất là đẹp. Ở đây nó đang che một cái lưới. Để mời mọi người ngắm ra chỗ này nó đẹp đỉnh bông nhá. Em chào 55 người đang xem nhá. Đẹp quá anh Trần Xuân Hòa. Mai anh lên đây ngắm hoa anh ạ. Em chào Cúc Kim Dương. Em chào anh Nó Cái Thát. Mời mọi người mai có thời gian rảnh sẽ đến tới vườn Nam Nam Hoàn để ngắm bông cờ đỏ. Ngày mai chắc chắn là nó sẽ đẹp. Đây, em đang tìm cái chỗ nào lắng ở vườn nó ấy quá, khuất quá. Bông đỏ đậm luôn được cả nhà nhá. Em chào anh Nguyễn Hồng Giang. Chào Lê Việt Cường. Chào Hoàng Dũng. Nay mới tỉnh bạn ơi, vừa mới tỉnh dậy thì cậu thấy bảo bông cờ đỏ nó bắt đầu hé nở thì lại xuống ngắm luôn. Phê bạn ạ. Em chào chị Phương Minh Nguyễn nhá. Em chào Trịnh Đắc Hiếu. Nó đang bị vướng mất cái cành này, chưa kịp bẻ ra, nhưng mà nhìn thấy nó đẹp cái thì lại nên nói chuyện với mọi người luôn. Nói chim nói chuyện với mọi người luôn. Nó được hai bông, nếu bông hoa này mà hôm qua mà nó lở như này, mà hẽ như này mà hôm qua mà cho ra ngoài công viên Thống Nhất thì nó là ok, tuyệt đỉnh luôn. Dạ em cảm ơn chị Phương Minh Nguyễn nhé. À vườn ở gần nhà mình luôn bạn Cường nhé. Mai bạn có rảnh thì qua vườn nhà mình xong rồi xuống đây ngắm bông cờ đỏ bạn nhé. Ngày mai thì chắc là nó lở hai bông này căng, còn hai bông thì chắc là nó phải hai ngày nữa mới nở được. Chào Hoa Lan Quỳnh Hạnh. Em chào anh Hoàng Vân nhé. Đẹp tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Anh chào em Đinh Thế Thắng nhé. Đúng rồi ạ, con này mà hôm qua mà nó nở được như này mà cho ra hội hôm qua mà quá nhiều người xem hôm qua thì không còn gì để bằng chị ạ. Nhưng mà rất tiếc hôm nay là mình hé nở. Ok bạn nhé, sáng mai qua mình xong thì xuống đây ngắm cờ đỏ lở nhé. Chào bạn Mạnh Hùng. Chào Ngọc Ngô Đỗ. Chào Hoa Lan Quỳnh Hạnh. Chào Vũ Xuân Sơn. Đây là bông cờ đỏ. Chào Lê Hiệp. Tìm để em tìm cái hướng nào để cho nó... Chết rồi. Cậu
cậu Lam ơi, cậu có sạc nó đang không? Cậu có sạc điện thoại nó đang không? Chào bạn Hồ Chí Sang nhá, em chào anh Gin nhá. Đẹp quá anh ạ. Cây nó khỏe nó đẹp quá. Máy em lại hết pin nhưng mình đều như này, đêm qua quên không sạc. Vâng. Được không? Chào anh Nguyễn Quang Ngọc nhá. Chào Hải Cò. Chào Hùng Phát, chào Triệu Cường. Đẹp quá luôn ạ. Nó thật sự là đẹp mê luôn. Nó đỏ nhung luôn nha cả nhà nhá, đỏ nhung luôn chứ không phải là như mấy cái bông mọi người hay chụp hôm vừa rồi, bởi vì là cây của mọi người là nở là kiểu như là cây nó chưa đạt, bởi vì là cây nó đang còn nhỏ. Cây nó đang còn nhỏ đây nhá cả nhà nhá. Đấy, đây là em live stream trực tiếp mà máy em không chỉnh nhá, không biết chỉnh nhá. Bông quá đỉnh luôn bạn ạ. À Trường Thành ơi, ở bên vườn nhà cậu Lam Hoàn đấy. Mai em rảnh thì em xuống đây ngắm bông cờ đỏ lở mai nhé em nhé, Trường Thành nhé. Chào Quyên Nguyễn. Chào Nguyễn Quang Ngọc. Chào Nguyễn Hào Hoài Đức. Chào Tuấn Anh Nguyễn. Góc này là nhìn nó lên điện thoại nó mê rồi này. Nhìn nào. Đúng rồi. Nó đỏ nhung. Đấy, nó đỏ nhung như cả nhà nhé. Cả nhà nhìn đỏ nhung nhá, đỏ đậm luôn nhá. Nhung luôn nhá, chứ không có một tí nào là xước nhá. Chào Út Trần nhá. Chào Dũng Dân Dã. Chào Quốc Thái. Vừa mới ngủ dậy đánh răng rửa mặt xong cái bảo đi lên vườn cái cậu lại gọi xuống ngắm hoa lại phải đi luôn. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Đẳng cấp luôn. Chào Nguyễn. Chào Ngọc Đại. Chào Tuấn Anh Nguyên. Đúng rồi, nó đẳng cấp luôn đấy. Bông hoa này nó thật sự là cả nhà nó đẳng cấp luôn. Nó đỏ nhung luôn nha, nó đỏ đậm luôn nha, chứ không phải là nó đỏ xước như là mọi mấy dàn anh em nở vừa rồi. Bông này nó nở thật sự, mấy anh ghi là từ trước rồi anh em nở rất là nhiều rồi nhưng mà nó chưa được như này. Thì hôm nay mình nhìn thực tế như này, nhưng nếu để mai mà nó bay nó phê thì chắc là đẹp lắm. Mai hôm nay nó mới hé ra thôi, nó chưa hé ra, nó để nợ thứ rõ mà. Em chào 65 người đang xem nhé. Em chào Khánh Vân. Em chào Triệu Thắm. Chào Nguyễn Trọng Lượng. Em chào chị Hồng Minh Châu nhé. Đỏ thật sự chị ơi, đỏ tuyệt vời luôn chị ạ. Nó đã đẳng cấp luôn chị ạ. Bởi vì là nó không bị xước một tí nào. Chị Hồng Minh Châu ạ. Nó đỏ nhung luôn chị ạ, vùng quanh nó nhung hết luôn. Mà lưỡi của nó thì đẹp tuyệt vời luôn này. Nhất là nhìn cái kẻ họng của nó này. Nó đường kẻ luôn. Chào vườn ăn Hữu Thắng nhé. Chào Tuân Tam Đảo. Em chào anh Đỗ Khoái nhé. Em chào anh Mai Hoàng Ngọc. Em chào anh Đỗ Giang. Chào Trần Hưng. Bông cờ đỏ nhé cả nhà nhé. Em ở trên dàn này thì chỗ này nó đang lên lóe là nhìn được, không biết là mọi người nhìn có được rành không. Nhưng mà 100% là không chỉnh một tí nào nhé cả nhà nhé. Em live stream trực tiếp mà máy của em thì nó là mù công nghệ rồi, chứ là cứ bấm vào là nó lại thôi, chứ không biết chỉnh như nào đâu, mọi người không biết chỉnh. Em không chỉnh đâu. Chào Đỗ Lâm. Chào Trần Đình Long. Cả nhà mình mà ngày mai mà gần qua khu Đông Na mà cả nhà mình rảnh thì mời cả nhà, Vũ Hạnh mời cả nhà xuống ngắm bông cờ đỏ lỏ. Thật sự ngày mai thì chắc chắn là đỉnh luôn. Chào Phan Văn Hiếu. Chào Huyền Hằng. Chào Hạ Lượng. Hạ Lương. Chào Nhung Hải Anh. Em chào 75 người đang xem nhé. Em chào 75 người đang xem live stream của Vũ Hạnh. Cả nhà mình nếu gần khu vực Đông Na thì mai Vũ Hạnh mời cả nhà mình qua ngắm bông cờ đỏ trực tiếp luôn. Nó đẹp đến thật sự luôn cả nhà nhé. Ngày mai thì chắc chắn là nó sẽ đẳng cấp luôn cả nhà. Ngày mai nó sẽ đẳng cấp luôn, bởi vì hôm nay là bắt đầu nó hé ra thôi. Nhìn thì nó đẹp quá thì thôi, đành phải cầm máy để nó cho mọi người chung ngưỡng ngắm luôn. Còn thực sự thì phải đến ngày mai. Em chào anh Hồ Thanh Tiến nhé. Cảm ơn Quyền Hằng nhé. Chào Minh Xuân, Minh Luân. Chào Huyền Thương, Nguyễn Trường. Nghe hết cả mắt, nó đang phản đắng. Đây đây, Thành ơi.
chào Bình Hoàng, đẹp thật sự luôn. Nó là đẹp thật sự luôn nhá, nó là tự do. À, uốn mẹ cái này ra đây một tí này mà. Cho ra ngoài này. Đẩy răng trước, cái này cho đẩy răng sau. Không, 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 đừng, đừng, cho ngang đi. Cho ngang, cho ngang đi. Thế. Đấy. Cặp đây phát là được. Đấy. Bây giờ... Bây giờ mình... để nó tự do làm sao để nó nhìn được. Em cứ cho cái này này luồn về đằng sau cái không, mâm này này. Không cho xong cái này thì nó ngửa hơn này. Cái mâm này nó luồn về đằng sau xong là cái này cho ra đây thì nó... Đây nhá cả nhà nhá. Bông nó là tự do bắt đầu hé ra nhá. Bông thì tuyệt vời là to. Bông thì tuyệt vời là to luôn. Đấy, bắt đầu nó hé ra. Mà nó đỏ nhung luôn nhá. Đặc điểm của nó là đỏ nhung luôn cả nhà. Nó đang đẳng cấp. Bông này nó gọi là bây giờ đẳng cấp rồi. Sở tay em cả. Chị căng chưa? Chưa, bông này phải mai. Em chào anh Trương Quách nhá. Em chào anh Xuân Phúc. Em chào Minh Thành. Chào Nguyễn Hữu Phúc. Bố nó nở sớm một hôm. Đẹp quá bạn ơi, bông này mà hôm qua. Bông này mà nó nở hôm qua, bông này thì nó là đẳng cấp luôn bạn ạ. Nếu hôm qua mà bông này mà cứ nở được như này mà chắc luôn. Chỉ cần hé như này thôi thì nó là đẳng cấp luôn. Bố điện từ mấy hôm trước. Sao nó mồm bị này? Không, đáng cái này là mình phải để lắng từ mấy hôm trước. Ừ, sang lắng nó cũng lên lắng là nó thì nó đẳng cấp luôn. Nó đẳng cấp. Em chào anh Long Nguyễn nhá. Kinh luôn. Chào Quang Thuận 86. Em móc lên tí đi Hoàng. Chào Viết Đoàn, chào Hồng Phạm Hồng Quân. Chào bạn Nguyễn Điểm nhá. Hello bạn. Chào Vườn An Nguyễn Lan. Chào Trần Ngọc Phúc. Mẹ em cho nó nở tí một ngày thế thôi là tôi chết. Đẹp tuyệt vời luôn bạn ạ. Nó thật sự là nó đẹp thật sự luôn. Chết tê tái luôn. Nó đẹp thật sự luôn nhá. Em chào 65 người đang xem nhá. Cả nhà mình xem livestream của Vũ Hạnh, chia sẻ cho Vũ Hạnh đi ạ. Chia sẻ cho Vũ Hạnh vào trang cá nhân cũng như hội nhóm để mời cả nhà mình những người yêu hoa lan, những người tâm huyết hoa lan được vào ngắm thưởng những bông lan đẹp. Nó đẹp thật sự luôn. Được ngắm những bông hoa mà nó đẹp thật sự luôn thì nó nhìn nó sướng ạ. Chào Chí Công Nguyễn, chào Văn Hiếu, chào Quân, chào Vũ Quân Công, chào Đỗ Xuân Quang, chào Viết Tòng, chào Sinh Tùng. Nó đẹp thật sự luôn cả nhà nhé. Em chào 80 người đang xem live của Vũ Hạnh nhé. Cả nhà mình chia sẻ với Vũ Hạnh vào trang cá nhân cũng như hội nhóm ạ. Để cả nhà mình cùng vào thưởng lãm bông cờ đỏ hé nở ngày đầu tiên nha cả nhà nhé. Bên chỗ vườn Thảo Hải cũng đang nở luôn. Vườn Thảo Hải nở thì nó cái nhỏ. Chào Hiếu Trung, chào Đỗ Xuân Quang. Hôm qua mà chị Thảo Hải mà mang hôm qua. Chào Hoàng Tiến Toản. Chào Ngọc Phạm. Đẹp quá Ngọc Phạm ơi, đẹp lắm. Nói chung là nếu mà nhìn thực tế thì mới thấy là nó đẹp. Cái độ đẹp của nó từ cái họng cho đến cái mũi. Và hai cánh thì rất là vai cân nhá cả nhà nhá. Nó đẳng cấp luôn nhá. Nói chung là bông cờ đỏ thì từ trước đến giờ thì nó vẫn là đẳng cấp rồi. Nó vẫn là đẹp, nó đẹp thật sự. Nếu mà là cây khỏe thì nó là ok. Đấy cả nhà nhìn đấy. Bắt đầu là hé nhá, chứ nó chưa căng nhá. Ngày mai thì căng đẹp tuyệt vời luôn. Phê Hiếu Trung ạ, phê cực kỳ luôn ấy. Cái máy của anh Hạnh vào cái màu nó không ấy lắm nhỉ. Nhìn nó... Máy Samsung nó thật màu trông... Không, đây là iPhone nó mấy cả không chỉnh hay là nó hơi mờ mờ thì phải. Chào tới Đức nhá. Tí ạ. Cái này nhìn đúng cái góc này, cái màu vào tí gửi em định. Tí lắng rồi bắt đầu cái màu nhung nó hất lên. Em ở vào chỗ này là chỗ nào là đây. Ui. Đây ui. Nhìn từ góc này vào. Không, mình cứ bấm địa chỉ, nói địa chỉ là người ta biết thôi mà. Vườn Nam Nam Hoàn nhá, ở Đồng Nhân nhá. Địa chỉ là Đồng Nhân Đông Na nhá, Hoài Đức. Mời cả nhà mình, Phúc Hạnh mời cả nhà mình. Có gần gần quanh khu vực này thì mời cả nhà ngắm vào ngắm qua xem cái vẻ đẹp của em, nó đẹp thật sự luôn cả nhà nhá. Đẹp thật sự luôn. Bông cây nó khỏe. Thân cây nó khỏe, nó lọn nó như này này cả nhà này. Cây mẹ nó khỏe như này thì cái bông của nó nở rất là đẹp, nó rất là đạt. Nó rất là đạt. Chưa đạt. Bằng cái lăm lở đây. Nó là đỏ nhung luôn nhá. Ngày mai không đây. Đây là hết hoa. Đó. Đây là ngày mai thì nó sẽ đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Cây này yếu. Chào Quốc Thái. À nét nắm luôn à. Ok, nét là được rồi. Bởi vì là nhìn ở trên dàn này anh nhìn không rành luôn ạ.
Anh nhìn là không dành bởi vì là nhìn nó lé mắt, hay là mình ngủ dậy đói chưa ăn gì nó hoa mắt rồi vậy. Em chào. Chui cái camera là em cái đầu camera em nó bị mờ. Lấy cái áo chụp. Chắc này của anh nó nét cưng này mày. Chắc là cái đầu em xin phép đâu người cam nhá. Em đâu cam cả. Đấy. Đúng rồi, nét hơn rồi. Chắc nét hơn rồi. Bị camera bị cái. Chào Sĩ Ấn nhá. Chào Hoa Lan Quang Hải. Em mời cả nhà mình cùng thưởng lãm bông cờ đỏ nhá. Hé nở ngày đầu tiên. Cảm ơn Lê Văn Năm nhé. Em chào Vườn Lan Nguyễn Lan nhé. Đẹp thật sự luôn cả nhà nhé. Cả nhà nhìn này. Nó đẹp thật sự luôn này. Bông thì rất là to này. Mà đỏ đậm luôn này, đỏ đậm luôn này. Chào bạn Đỗ Văn Oánh nhé. Chào Minh Tuấn. Em chào anh Tú Quang Thành nhé. Chào Nguyễn Tô Hoài. Đẹp cực kỳ anh ạ. Đẹp dã man luôn anh Tú ạ. Mình nhìn trực tiếp là cây nó khỏe nó lở như này thì nó mới là. Bây giờ nó đang hé ra này. Còn nhìn thấy cả cánh nó đang kiểu như nó bay dần này. Cả nhà nhá. Còn như là kiểu như là nhìn cánh nó bay dần nhá. Đúng màu đỏ luôn nhá. Chào Lâm Dũng. Em chào anh Tuấn Đức, anh Nguyễn nhá. Chào Vũ Trường. Chào Phan Chiến. Chào Phan Văn Thìn. Đấy, mọi người nhìn nó cái cánh nó còn nó đang như là kiểu như là nó bắt đầu nó bay nhá. Bắt đầu nó bay. Chào Hương Quỳnh. Đỏ đậm luôn nhưng mà đỏ nhung luôn cả nhà nhá. Phê không cả nhà? Thế này thì phải suy nghĩ nhá. Quá đẳng cấp luôn. Phải suy nghĩ anh nhỉ. Bên này đứng đẹp hơn. Không, nó nét không? Bên này đứng đẹp hơn. Đấy, anh thấy. Bên này đứng đẹp hơn này. Đấy nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà ngắm nhìn cánh nó còn nhìn kiểu đang bay. Không suy nghĩ luôn. Ôi cặp mắt. Nó chắc phải ngày mai. Ngày mai thì nó mới bay đẹp được. Ngày mai mới bay đẹp được. Bây giờ nó đang hé nở này. Nó nhìn cảm giác nó còn tưởng như là cánh nó còn đang hé dần cơ. Chào Minh Tuấn. Chào Nguyễn Quang Ngọc. Chào Tân Ni. Là ngày đầu tiên anh em. Bông cờ đỏ là ngày đầu tiên. Em chào anh Thương Trường nhá. Ở trong ngoài ông này đẳng cấp rồi anh ạ. Chào Nguyễn Duy Dương. À, thân cây thì rất là to. À, thân thì rất là to. Một khuôn bông thì nó là tuyệt vời rồi. Từ mắt cho đến họng rồi. Sạch nhá. Mọi người có nhìn thấy ba đường kẻ không ạ? Dạ không. Ngày đầu tiên nó dẫn mà. Nó to này. Bán cho chậu đấy đi bác. Ok luôn. Đẳng cấp anh Trung Trang ạ. Hôm nay bắt đầu nó hé ra nhưng mà nhìn nó tuyệt vời luôn anh ạ. Nhìn hôm nay em mới được nhìn thật sự luôn là nó lở là quá đẹp luôn. Nó quá phê luôn. Hôm qua mà chậu này mà mang đi thì không phải nói gì câu thứ hai anh ạ. Nó đỏ nhung luôn, đỏ đẹp tuyệt vời luôn. Thực tế luôn. Khỏi phải nói chỉnh màu chỉnh loại nhá. Em tưởng anh Hiệp đi ăn sáng với cả anh Long. Dạ có anh Dung ạ. Tí nữa em sẽ quay, em chụp ảnh và em quay một cái video luôn. Nó thực tế luôn, cây rất là khỏe. Chào Dung con. Chào Lâm Dung. Nó đẳng cấp luôn anh ạ. Thật sự là em nhìn thấy ngày mai thì chắc là nó sẽ nở căng đẹp tuyệt vời luôn. Còn bây giờ thì nó vẫn hé nở. Vừa nãy em xuống nó chỉ hé hơi hơi thôi. Bây giờ lại hé thêm một tí rồi. Chào Vũ Minh Thắng nhá. Dạ ok anh Dung. Tí em sẽ quay anh gửi cho anh luôn. Chào Danh Dự. Nhìn cái họng của nó đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng nó lại còn kẻ nó đẹp dã man luôn. Mà cái mắt của nó này, nhìn cả nhà nhìn mắt này. Nhìn cả mắt thì không thể đỡ nổi luôn. Nhìn cả mắt nó đỏ nhung luôn, không đỡ được luôn. Từ lưỡi, hai cánh. Chào Ngọc Phạm nhé. Cảm ơn Danh Dự nhé. Chào Cao Mạnh Cường. Chào Nguyễn Thảo.
Nói chung là bông này nó vẫn là bông top rồi. Bông này là bông top, nó xếp xếp trong hàng top 1 rồi cả nhà. Cánh còn chưa dây ra hết. Đấy, chưa ra được, ngày mai. Ngày mai thì chưa ra được hết. Thế gì đây? Rất cá, giải rượu. Rất cá. Mát gan. Đăng bài này. Đúng quá. Đấy, cho anh em chính thức ngắm cái mắt cờ đỏ nó như thế nào nhé. Khỏi phải suy nghĩ nhé. Đỏ thật sự luôn cả nhà nhé. Nó là đỏ thật sự luôn nha cả nhà nhé, chứ không phải là bông xước nha cả nhà nhé. Mọi người cứ bảo là sao nó xước mắt như thế, nhưng mà chẳng qua đấy là cây nó của cả nhà bị nuôi là bị thì... yếu, bị thuốc. Chứ còn cây vào thực tế nó lở thì nó là như thế này. Đây, nở trên thân đây. Lở trên thân đây. Bốn bông đây. Bốn bông thì hai bông thì ngày kia chắc mới nở, còn hai bông thì ngày mai là căng. Cả nhà nhé. Em chào anh Trịnh Văn Thanh nhé. Đây mầm gốc đây cả nhà. Em chào anh Nguyễn Thuận. Chào Trần Đức, Trần Anh Đức. Dạ đỏ đẹp tuyệt vời luôn ạ, mê luôn ạ. Cả nhà mình nói thật sự mà nhìn thấy thực sự mà người yêu cây, người yêu cây mà nhìn thấy bông hoa này mà không mê thì hơi phí. Thật sự mọi người. Cờ đỏ đang nở vườn lan Nam Hoàn nha. Mà đã mê đang rồi mà thêm một tí nữa thì cũng chẳng vấn đề gì đúng không ạ? Cái điện thoại của em lên màu đẹp thế nhỉ? Em chỉnh sáng quá nó lên màu đây này. Để nó thấy thế này nó thật này. Em có chỉnh đâu. Nhưng mà em để thế này. Nó tự do, nó tùy cái máy luôn. Phát trực tiếp. Máy của em, máy của em lên màu là xấu nhất. Máy em lên màu này là thực tế. Máy đi cũng đẹp này, máy của Hoàn cũng đẹp này. Hoàn thế này nó màu thực tế này. Không phải cãi luôn. Chào Hùng Vương. Chào Hương Cua Rừng. Phát trực tiếp theo chỉnh nữa. Chào Phạm Ngọc. Không mình cho ngoài này này, có nghĩa là em đang chỉnh. Chào Vườn Lan Hương Hương. Ngoài này này. Kéo xuống. Được. Đấy tăng lên. Cho xin giá đi bác ạ. À, xin giá đi, bây giờ trên livestream mình không nói giá được nhá. Cả một chậu to như này thì anh em mà nếu mà thích thiện chí thì là cả nhà mình là phải comment IB nhá. Thì nó vào việc trực tiếp. Chứ nói giá trên livestream thì nhiều lúc nó cây mùa này thì nó không được tiện lắm. Cả nhà mình mà có cần sưu tầm cờ đỏ thì cả nhà mình cứ IB cho vụ anh nhá. Cả nhà mình cần giống cờ đỏ thì cứ IB cho vụ anh. Kỳ cũng có mà chậu to cũng có nhá. Chào Quốc Thái nhé. Đúng rồi, bắt đầu bay này. Chào Phong Cảnh nhé. Em này bắt đầu bay này. Đấy. Đấy đây, cái bông này bắt đầu bay này. Nhìn thì nó bay luôn đúng không? Ừ, cảm giác bay luôn đấy. Cảm giác như là nó lắng vào, đây, nhìn nó lở ra, đây. Nhìn cảm giác bay luôn. Đây cả nhà. Ngắm cơ đồ ngay. Chào Phong Cảnh ca nhé. Chào Trịnh Thừa Thương nhé. Thôi em ăn cái giải nhì con VinFast ngay luôn. Ác. Xui cho Nam và Hoàng. Chào Nghĩa Trần nhé. Đạt ạ, nó là đẳng cấp rồi ạ. Nó là đẳng cấp luôn. Thế nha, anh em nha. Ở ngày đầu tiên ghi nhá. Thôi cứ nói thế cho anh em khỏi cãi hẳn nha. Hẳn nha. Đúng rồi. Thôi, khỏi bắt xước thôi nhá. Mình mà nói thật sự luôn. Ừ. Ngay như thế. Thì anh em cứ thắc mắc là tại sao mắt nó xước nọ kia vừa rồi. Nhức hết cả đầu. Bổ cho quả xẻ nhá. Để cho anh em cùng chứng kiến là lở. Niềm tin đã có, thị trường nóng. Đấy. Nên anh ạ, cái đẹp sẽ... được nhiều anh em gắn bó đúng rồi chuẩn em ạ. Cái gì đẹp thì mình vẫn phải gắn bó mà mình vẫn phải là coi nó là đẹp mà tin tưởng cả nhà. Nó đẳng cấp luôn, nó thật sự là bông nó đẳng cấp luôn, bởi vì cây nó to, thân nó to mà nó nở ra thì rất là đẳng cấp mọi người nhé. Bắt đầu bay kìa, lờ được hai bông, bắt đầu nó bay dần nhé cả nhà nhé. Nhìn cảm giác như nó đang bay dần. Chào Xuân Khánh. Tí nữa chờ cái này lúc nữa phẩm nhá, phẩm mờ đây mai vào phẩm mấy ngày nữa hoàn ngắm cờ đỏ lở nhá. Đấy, mời cả nhà nhá. Đấy, hôm nay bắt đầu hé lở đây, lở được hai bông. Đấy, em chào cả nhà, em xuống live nhá. Đến đây nhìn bắt đầu lở. Chào Nguyễn Công Hạnh nhá. Bông cờ đỏ lở đẹp quá bạn ạ. Chào ông Nguyễn Văn Trung nhá. Thế nhá, anh em miễn bàn về về luôn trước nữa nhá. Cả nhà mình cứ yên tâm, nó đỏ thật sự nhá. Nó đỏ nhung. Vũ Hạnh nhìn thật mắt rồi. Vũ Hạnh hôm nay nhìn thật mắt là bông này nó đỏ nhung mà đỏ tuyệt đối luôn nhé cả nhà nhé. Chứ không phải là nó đỏ theo mắt xước cả nhà nhé. Nó đỏ nhung nhá. Khuôn thì gọn gàng luôn nhá. Không được lắng lắm. Đấy mà nó mà bay ra thì nó là tuyệt vời luôn. Tí nữa. Khoảng 2 tiếng nữa đẹp. Tuyệt vời luôn.
Thế thôi, anh em khỏi phải tranh luận về đôi mắt nữa nhá. Nhà mình cứ yên tâm. Phát một yên tâm ở trăm cây nhá, yên tâm công tác trăm cây nhá. Đây, cho anh em xem trực tiếp về đôi mắt đây. Khỏi phải suy nghĩ. Đây. Khỏi phải chỉnh màu. Ok. Em chào cả nhà, em xuống lại nhá, mày em lại hết pin nhá.